Bài số 11, Bảy làm đẹp của Satan để ngăn chặn phụ nữ ở cổng thiên đàng, phần 2. Bài số 11, Lời chứng của cô lấy đi A -E, -L -I -N e của Pháp, phần 2. Bảy làm đẹp của Satan để ngăn chặn phụ nữ ở cổng thiên đàng. Lời cảnh báo của Chúa cho mọi phụ nữ trên trái đất. Tôi đang quỳ gối cầu nguyện thì đột nhiên đôi mắt thiên liêng của tôi mở ra. Tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ trong một linh ảnh chúa hỏi tôi con có thấy bà đó không bạn để ý những gì tôi nói lạy chúa tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ nhưng tôi không biết cô ấy chúa nói hãy nhìn cô ấy cẩn thận bạn để ý những gì tôi nhìn bà kỹ hơn cô ấy dường như đang trong một lễ kỷ niệm cô ấy đang nói chuyện với bạn của cô ấy và cười nhưng không có gì làm tôi ngạc nhiên chúa nói thực sự là bạn không thấy gì cả ngay lập tức tôi nhận ra người phụ nữ mặc một chiếc áo cánh rất đẹp nhưng quanh vai có những khoảng hở và dọc theo cánh tay có nhiều lỗ nhỏ để lộ da thịt chúa nói người phụ nữ mà bạn nhìn thấy là tôi tớ của ta tôi yêu cô ấy rất nhiều vì cô ấy sống trong nỗi kính sợ ta nhưng hãy nhìn vào chiếc áo khoác cô ấy đang mặc cô ấy kính sợ tôi nhưng việc ăn mặc của cô ấy là một mối quan tâm chúa hỏi tôi có phải bạn đang nói rằng tôi không nhìn vào cơ thể tôi chỉ nhìn vào tấm lòng tôi nói chúa ơi tôi đã từng nghĩ như vậy chúa nói làm thế nào bạn có thể nghĩ như vậy bạn không đọc những gì kinh thánh nói rằng thân thể của bạn là đền thờ của ta làm sao bạn có thể thiếu khôn ngoan khi ta đã nói với bạn rằng thân thể của bạn là đền thờ của ta làm sao bạn có thể mong đợi ta để cho bạn phá hủy đền thờ của ta làm sao bạn có thể tưởng tượng được ta đang nhìn vào trái tim của bạn mà phớt lờ thân thể của bạn vốn là đền thờ của ta hãy cảnh báo con gái của ta vì mắt ta không bao giờ rời khỏi các con của ta dù chỉ một giây và mắt ta hướng về đứa con gái của ta mà ta đang cho con thấy tôi tiếp tục quan sát người phụ nữ này trong khi giọng nói có thể nghe được tiếng chúa đang nói với tôi điều làm tôi ấn tượng là khi chúa nói tôi yêu cô ấy rất nhiều tôi hiểu ra rằng chúa yêu tất cả chúng ta nhưng có những người mà ngài thực sự yêu rất nhiều như người phụ nữ này chúa nói ta muốn con gái ta đơn giản tôi không thích ảnh khỏa thân của họ bị lộ ra ngoài bảo họ điều chỉnh hàng may mặc cho phù hợp ma quỷ đã cố gắng ngăn tôi đưa ra thông điệp này nhưng chúng tôi cảm ơn chúa anh chị em thân yêu của tôi tôi đang ngủ và tôi cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ của chúa kết quả là tôi đã mở mắt ngay lập tức tôi nhìn thấy hai thiên thần sáng chói đang đứng trước mặt tôi vào lúc đó giọng nói của chúa phán và nói con gái của tôi adeline trong vương quốc của tôi sẽ có nhiều đàn ông nhưng ít phụ nữ tôi nói chúa ơi ý ngài là gì và tại sao sẽ có ít phụ nữ chúa nói con có thực sự muốn biết tại sao sẽ có ít phụ nữ trong vương quốc của ta không tôi nói vâng thưa chúa tôi muốn biết tại sao. Chú phán, đây chính là điều ta đến để cho các con thấy, và bất cứ điều gì ta sẽ cho các con xem, đừng giấu giếm chúng với các con gái của ta trên khắp thế giới. Họ phải nghe thấy nó. Sau đó, chú nói với các thiên thần ánh sáng và nói với họ, bây giờ hãy nói cho cô ấy biết tại sao họ sẽ ít phụ nữ trong vương quốc thiên đàng. Các thiên thần nói với tôi, Adeline, Bất kỳ phụ nữ nào đội tóc giả sẽ không được vào vương quốc thiên đàng. Bất kỳ phụ nữ nào dệt tóc bằng tóc nhân tạo sẽ không được vào vương quốc Chúa. Tôi nói, vậy à? Họ nói, đúng vậy. Bất kỳ phụ nữ nào sử dụng sơn móng tay trên móng tay của họ sẽ không được vào vương quốc Chúa. Bất kỳ phụ nữ nào thoa son môi sẽ không được vào vương quốc. Đàn bà nào có lông mi giả thì sẽ không được vào. Các anh em Tôi đã rất kinh hoàng khi nghe sự thật này. Các thiên thần nói, bất kỳ phụ nữ nào sử dụng phấn phủ trên da mặt sẽ không được vào vương quốc thiên đàng vì những loại bột đắp mặt này sẽ thay đổi làn da của người phụ nữ. Chúa phán, ta đau đớn và buồn rầu trong ta vì các con gái của ta đang phụng sự ta và kính sợ ta đang sử dụng những vật dụng này là công cụ của kẻ thù vì chúng sẽ không được vào vương quốc của ta. Họ đang đội tóc giả và đính kèm họ đang sử dụng sơn móng tay và dụng cụ xấu xa của kẻ thù hãy đi nói với các con gái của ta rằng chúng đang kính sợ ta và bước đi trong sự thánh khiết nhưng vẫn sử dụng các sản phẩm làm đẹp chúng sẽ không được vào vương quốc của ta hỡi con yêu dấu của tôi tiếng nói của chúa chứa đầy nỗi buồn khi ngài nói những lời này chúa phán tôi buồn rầu thay cho các tôi tớ của ta họ đang phục vụ ta trong sự thật và họ bước đi trong sự thánh hóa nhưng họ lại dính vào những thỏi son môi những bộ tóc giả và đồ trang điểm này bảo họ từ bỏ những món đồ này đi nếu không họ sẽ không được vào vương quốc thiên đàng chúa nói với các thiên thần ánh sáng hãy nói cho cô ấy biết điều gì đã xảy ra khi các tôi tớ và con gái của ta chết với những đồ trang sức trần tục này các thiên sứ nói với tôi khi những người chết trong đấng Christ qua đời trong Chúa, chúng tôi đến lấy họ và chở họ về thiên quốc nhưng khi họ đến, chúng tôi kiểm tra xem quần áo trắng của họ đã được giữ sạch chưa. Trong trường hợp áo choàng trắng của họ bị phát hiện, chúng tôi không lấy những vị thánh đã không giữ quần áo sạch sẽ. Trong tình huống này, ác quỷ và các thiên thần của Satan sẽ đến để bắt những vị thánh này và dẫn họ đến sự hủy diệt. Tuy nhiên, khi những người phụ nữ kính sợ Chúa chết, bộ quần áo trắng của họ luôn đẹp không tì vết đó là lý do tại sao chúng tôi đến để đem họ đi vì quần áo của họ trắng như tuyết nhưng ngay khi chúng tôi cố gắng đưa họ đến vương quốc vĩnh cửu các thiên thần của satan sẽ hiện ra trước sự mong đợi họ luôn nói với chúng tôi bạn không thể đưa họ đến thiên đường họ thuộc về chúng tôi và vương quốc của chúng tôi họ không phải là của bạn có rất nhiều tranh chấp giữa chúng tôi và ma quỷ bên ngoài nấm mồ vì linh hồn của những người con gái của chúa các thiên thần ánh sáng nói với tôi chúng tôi đến để có được những người con gái của chúa vì họ đang bước đi trong sự trong sạch và kính sợ chúa và họ đã giặt chiếc áo của họ trắng như tuyết và không tì vết nhưng ma quỷ vẫn nói với chúng tôi chúng tôi không có vấn đề với quần áo trắng có nghĩa là cuộc sống thánh khiết của sự thanh tẩy và kính sợ Chúa, nhưng hãy nhìn vào diện mạo của những người con gái của Chúa vì họ có danh tính của chúng ta, linh hồn của những người con gái của Đức Chúa Trời đã giặt áo choàng, chúng ta có thể thấy rằng trên đầu họ có những bộ tóc giả, đồ đính kèm và đồ dệt vải. Họ có lông mi giả. Họ có son môi. Họ có bột đắp mặt. Họ sơn móng tay. Các thiên thần nói với tôi trừ khi các con gái của chúa tách biệt khỏi sự trang điểm của thế gian chúng tôi không thể đưa họ vào thế giới thiên đàng nơi không có phụ nữ gắn tóc giả và móng tay giả các con gái của đức chúa trời phải tách khỏi những đồ trang sức và sự phù phiếm xấu xa ngay cả khi những người phụ nữ này kính sợ chúa khi họ chết nếu không tách khỏi những phù phiếm này linh hồn của họ sẽ được trang điểm bằng tóc giả lông mi sơn móng tay và chúng ta không thể đưa họ vào thành phố vĩnh cửu trên thiên đàng với những dụng cụ của quỷ này. Dù họ có mặc quần áo màu trắng, không ai được vào thiên đường với tóc giả, son môi và phấn phủ trên mặt vì trên thiên đường không có ai có tóc và móng tay nhân tạo. Chúng tôi không thể đem đi bất cứ ai có móng tay sơn. Nhiều con gái của Chúa đang chết vì kính sợ Chúa nhưng chúng tôi không thể đưa họ đến vương quốc vàng vì những đồ trang sức này của kẻ thù. Kẻ thù đang lấy đi linh hồn của họ vì chúng ta không thể mang những vật phẩm này lên thiên đường. Hãy nói với những người phụ nữ trong nhà thờ các sản phẩm làm đẹp và trang sức thế gian đang xuất hiện trên khuôn mặt của họ ở thế giới bên kia. Chúa chống lại sự ràng buộc và thay đổi nước da tự nhiên. Chúa phán, ta chống lại việc gắn lông mi bằng móng tay và chống lại sự thay đổi nước da tự nhiên của con. Bảo các con gái của ta chỉ chải tóc tự nhiên họ không cần phần đính kèm gì trên tóc của họ điều đó đang thêm vào những gì tôi đã tạo ra vì các con gái của ta dính mắt vào sự phù phiếm nên chúng sẽ không được lên thiên đàng những thứ này là danh tính của quỷ họ đang thay đổi những gì tự nhiên ra không tự nhiên bảo họ từ bỏ đồ đính kèm và móng tay giả họ không nên nhuộm tóc mọi người đang chết dần và đến với những bộ tóc giả và tóc nhân tạo trước cổng thiên đường các bạn yêu quý, tôi muốn bạn chia sẻ thông điệp này ngay cả khi bạn là một người đàn ông. Chia sẻ thông điệp này với các chị và các mẹ của bạn. Chúa sẽ nhớ đến bạn khi bạn chia sẻ lời cảnh báo của Ngài với dân sự của Ngài. Amen. HTTPS 2.2 gạch chéo blogspot com lấy đi Off và 8.230.